Ý ơi, như là mọi người, mình là Nara Nguyễn và rất vui gặp lại mọi người. Hôm nay sẽ là một video khá là vội vã của mình. Tại vì mình đang muốn làm một chủ đề gì nó vội vã xíu. Cũng không có intro luôn. Tại vì chủ đề này là chủ đề vội vã nên là sẽ không có intro gì hết luôn. Nói chung là vô là ăn liền. Đây, các bạn thấy một cái túi ha. Rồi, một cái túi màu vàng cũng ok lắm. Để này ra đi mệt quá. Rồi, trong này là có cái gì? Này, thì thật sự là đây là một đôi giày. Các bạn mở ra cái hộp là biết Jordan 1 rồi đúng không? Jordan 1 rồi, hộp trắng nữa. Thì các bạn sẽ nghĩ là chỉ có một số phối màu thôi. Nhưng mà, đây, mở ra Jordan 1 Panda, Blue Panda. Nhưng ở đây là một dạng Special Panda. Có nghĩa là sao? Ở đây là Vintage Panda. Các bạn nhớ nha, Vintage Panda. Đây, Vintage Panda thì nó có hai cái các bạn chú ý. Cái phần da cái này nè, nó cũng là dạng da trơn, da mềm. Nhưng cái phần da màu đen nè, nó sẽ làm cái kiểu là nó hơi cái mặt á, nó sẽ làm cái kiểu là hơi nhám nhám. Nếu như mà bạn để ý kỹ thì nó sẽ giống như mấy đôi 285 da kia. Các bạn gờ vào các bạn sẽ thấy là có cái độ mịn với độ bóng nhẹ nhẹ đúng không? Nhưng mà cái này thì gờ vào thì cảm giác là nó hơi nhám nhám. Những cái phần màu trắng nè, các bạn thấy không? Biết sao nó ra cái màu kiểu hơi ngà ngà không? Bởi vì này là vải satin. Satin rất là đẹp luôn. Và satin á thì các bạn biết lợi thế của nó là gì không? Các bạn đi không sợ bị gãy mũi, đi thoải mái ha. Giặt đồ cũng thoải mái luôn. Cái lưỡi gà màu trắng cũng satin. Rồi cái phần storebox nè, phần chính giữa nè, nó sẽ làm nổi cái dấu suit lên. Lưu ý là cái đế của đôi Vintage Panda thì nó sẽ là màu seal, màu kiểu màu trắng ngà nhẹ nhẹ. Nhưng mà cái màu này nhìn nó hoài cổ, rất là đẹp. Cái đế thì sẽ là đế đen luôn. Đó, đế như mấy đôi Jordan mà các bạn hay thấy, đế đen, phong tán lực, những cái logo, những cái gót nè, rất là chắc và rất là đẹp. Cái đôi này thì mình thấy là bạn nào mà nữ á, mang đẹp, nam mang cũng ok. Nhưng mà bạn mặc ở trên á, kiểu nó hơi bụi bụi xíu á, thì nó sẽ ok hơn nữa. Đây là một cái đôi giày mà kiểu giống như là bạn nào thích Panda nhưng mà có một cái gì đó nó lạ lạ hơn thì lấy đôi này. Và cái nữa là giá tiền nó cũng nhẹ hơn, nó đâu đó khoảng 2.9-3 triệu. Còn những đôi Panda bây giờ thì đã qua 3 triệu rồi. Nó nằm bây giờ là phân khúc là bây giờ 3 triệu rưỡi hết rồi. Nên là các bạn nào mà muốn tiết kiệm hơn thì lấy đôi này cũng được ha. Cái đôi Panda thường thì nó sẽ sáng hơn. Mình có làm video trước á. Cái gót sâu thì các bạn nhìn nè. Đó, cái gót sâu thì nó sẽ là in luôn. Nên là các bạn mang, các bạn cứ thoải mái ha. Nói chung là đôi này về theo mình, về tổng quan, chi tiết là rất là đẹp, rất là ok. Là nếu như bạn nào không thích cái vải satin hoặc không thích cái màu kiểu seo seo á thì sẽ khó. Còn riêng mình thì mình thấy cái màu này rất là đẹp, rất là dễ. Và cái màu đen này nè, nó kiểu nó nhám nhám á, nhìn nó rất là đẹp và nó kiểu cũng sang nữa. Nên là ở trên các bạn mặc mấy quần cũng rộng rồi mấy cái áo vintage đó ok lắm nha. Nữ thì mình nghĩ là mấy cái đầm công chúa rồi là hợp lý luôn, rất là ok. Đó, thì đây là đôi Vintage Panda. Mình sẽ quay info cho các bạn cái nhiều ha. Cái bóc thì bóc màu trắng, nói chung là thoải mái thôi. Đôi này thì hiện tại mình đang bán với mức giá là 2.900.000. Nếu mà bạn nào thích thì có thể inbox vào fanpage của mình cũng như Instagram của mình ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.